Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tụi mình ha. Thì hiện tại thì thời tiết đang vào mùa rất là nóng, cho nên là hôm nay tụi mình quyết định làm một cái món tráng miệng gì đó để mà giải nhiệt trong những ngày oi bức này. Thì mọi người có thể thấy đây, đố mọi người biết được đây là cái gì? Có ai biết cái này là cái gì không ạ? Đó chính là hạt đác, đây chính là hạt đác tươi. Thì hạt đác này chỉ có ở các tỉnh miền Trung như là Phú Yên, Quảng Ngãi thôi. Nên là mùa này đang bắt đầu là mùa của đác rồi đó. Nên là hôm nay là cái đác này nè mà mình nấu chè hay là mình rim lên ăn với sữa chua rất là ngon luôn đó nha. Và hôm nay tụi mình sẽ quyết định làm món là hạt đác rim thơm để mà ăn với lại sữa chua. Đây bây giờ mọi người cùng theo dõi tụi mình thực hiện cách món chế biến hạt đác rim này nha. Hiện cái món đác rim thơm này thì nguyên liệu chính không thể thiếu đó chính là hạt đác. Thì cái này là mình mua hạt đác là họ đã làm sẵn sạch sẽ, là họ đã chà vỏ rồi nè. Mà mọi người lưu ý là nên mua hạt đác mà hạt đác vừa tới nha. Đừng có mua hạt đác già quá, vì hạt đác già quá ăn nó sẽ rất là cứng mỏi miệng và nó không có ngon, nó không còn cái vị gì nữa. Tiếp theo đó là một trái thơm, nguyên liệu không thể thiếu đó để mà rim đác, đó là đường. Và cái món đác rim này thì mình sẽ ăn kèm với lại sữa chua. Còn nếu mà ai mà muốn nấu chè đác đó, thì mình cũng sử dụng những cái nguyên liệu này, nhưng mà mình nấu nước đó, nó hơi lỏng một chút xíu và cho mít vô thì ăn rất là ngon. Bây giờ tụi mình cùng bắt tay thực hiện cái món đác rim thơm này ha. Tụi mình sẽ ướp đác với lại đường ha. Cái nước ngâm đác này thì tụi mình sẽ bỏ đi này, tụi mình chỉ vớt những cái hạt đác thôi. Cái này cũng giống như là tương tự như là làm mứt á, nhưng mà tụi mình cái này nó không có xên khô mà mình xên dẻo. Đây những hạt đác nhìn rất là ngon. Này nó giống như là thốt nốt á, nhưng mà cái mùi của nó là đặc trưng hơn thốt nốt. Bây giờ mình sẽ ướp cái đường này với lại đác ha. Thì cái này là tùy theo sở thích ăn ngọt của mỗi người mà mọi người sẽ cho đường như thế nào. Thì cái này do là mình ăn với sữa chua có đường cho nên nó cũng ngọt sẵn rồi, cho nên là mình cũng không có ướp nhiều đường lắm. Trút hết vô luôn nha. Rồi trộn đều lên xong rồi mình để khoảng 30 phút cho cái đường này nó chảy ra và nó thấm vô đác á. Thank you.
giờ qua ăn thơm vô rim chung luôn nha. Khoảng 30 phút thì đường nó đã chảy nước ra như vậy rồi nè. Giờ mình sẽ đây, nước đường nó chảy ra quá trời luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu sên ha, trộn đều nó lên. Để 800. Thôi để nó sôi rồi. Bây giờ thì nước đường nó đã rút vào hết như thế này là được rồi nè. Cái hạt đác này mình bỏ vô hộp và hộp nhựa, xong rồi mình đậy lại rồi mình bỏ vô tủ lạnh ăn được rất là lâu. Lạ không? Ở chua là đã bỏ đá đập nhuyễn vô rồi nè. Bây giờ sẽ múc đác bỏ vô trộn cho ăn ha. Chỉ có đơn giản như vậy thôi là đã hoàn thành xong cái món hạt đác rim thơm ăn với lại sữa chua giải nhiệt ngày hè rồi đó. Chúc các bạn thành công nha. Nếu mà các bạn thích video này thì hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của tụi mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Xin chào tạm biệt.